Hôm nay lớp chúng ta, lớp Mẫn Nghi học tới phần Cancitonin và BCH. Thì các bạn, khi chúng ta học xong hai cái chất này, Cancitonin là một cái chất được tiết ra từ các cái nang của tuyến giáp để giúp cho các cái người mà đang bị canxi trong máu tăng cao thì sẽ hạ xuống. Ngược lại, BCH là một cái chất được tiết ra từ cái tuyến cận giáp nằm ở phía sau tuyến giáp ngay trước cái khí quản để mà làm cho cái canxi trong máu tăng lên khi mà cơ thể đang thấp canxi. Dựa vào hoạt động của hai chất này cộng với cái tia nắng rất là dồi dào ở đất nước chúng ta 365 ngày trong một năm, thì các bạn hiểu được rằng với những cái hiểu biết về bản chất của các sữa công thức gần đây, nhiều bài báo khoa học của Mỹ đã nói với chúng ta rằng cái chuyện loãng xương là cái chuyện cần phải cân nhắc lại ở những cái người có đầy đủ tia nắng mặt trời, ở những cái người có đầy đủ các cái hormone của calcitonin và của parathyroid hormone, những cái người không bị cắt bỏ 2-3 mét, 4 mét ruột non, có nghĩa là không có loạn tái, không có loạn hấp thu canxi, thì ta thấy rằng những cái người như vậy trên lâm sàng khó lòng mà thiếu canxi máu được. Từ trước thời Hippocrates, chúng ta đã được học về một cái gọi là hysteria. Người ta dịch từ tiếng Latin có nghĩa là lộn tử cung lên đầu, có nghĩa là trời. Rồi sau này trong y khoa chúng ta cứ diễn dịch bệnh nhân bệnh hysteria là những hội chứng hoảng loạn, những hội chứng hạ canxi máu, lập 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 lập. Nếu chúng ta đọc lại những cái tài liệu thì chúng ta sẽ thấy được rằng có ba điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cái hysteria. Về các cái tetany, tức là dấu hiệu hạ canxi trên lâm sàng. Hystero, tiếng Latin có nghĩa là cái tử cung. Hysteria là lộn tử cung lên đầu, tức là muốn chồng quá trời của những người tuổi 16, 17, 18 của các cô gái. Còn tetany là một cái tình trạng hạ canxi trong máu. Tuy nhiên các bạn biết được rằng với cái cơ chế hoạt động rất là tích cực và linh hoạt của cái hai cái chất mà chúng ta vừa nói, đó là calcitonin và BCH hormone cùng với lại cái tia nắng mặt trời ở đất nước trang hòa của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là đất nước Việt Nam, khó lòng có cái chuyện hạ canxi máu. Và cái chuyện loãng xương lại càng phải đặt vấn đề lại, bởi vì ta biết được rằng các cái sữa công thức hiện nay người ta đã nói rằng sữa bò chỉ có ích lợi cho con bò, còn sữa người mới ích lợi cho người. Như vậy cái chuyện sử dụng sữa bò cần phải được đánh giá lại trên sức khỏe con người, đặc biệt là các hormone mà người ta cho vào trong sữa bò cũng như là các hormone mà người ta chích con bò cái khi nó đang cho sữa, đó là những chất gây ung thư rất là nhiều cho con người. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại về cái tầm quan trọng, cái tầm ảnh hưởng của những cái mà người ta gọi là những cái giới tài phiệt buôn bán sữa trên toàn thế giới. Xưa nay ta từng nghe nói tới những cái nhóm tài phiệt về dầu lửa, những cái nhóm gangster về heroin, thì chúng ta biết được rằng sữa cũng nằm trong tay những nhà tài phiệt có thể khuynh đảo cả thế giới. Và những đất nước như Hà Lan, như Thụy Sĩ, nhiều đất nước đã sử dụng cái bò công nghiệp là một cái chuyện rất là phản khoa học và rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe con người, làm tăng tỷ lệ ung thư tiền liệt tuyến ở nam và làm tăng tỷ lệ ung thư vú và ung thư buồng trứng ở nữ. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tới đây, các bạn nhìn sâu rồi đây. Khi các bạn cầm được cái bảng, cái chart này trong tay, thì các bạn phải suy nghĩ nhiều về cái sự là loãng xương cũng như là việc sử dụng canxi hay là hạ canxi máu hay là tetany. Vì các bạn thấy rằng trong cơ thể có 5 nguồn để sản xuất canxi. Nguồn quan trọng nhất đó là tia nắng mặt trời biến tìm vitamin D thành vitamin D. Nếu không có tia nắng mặt trời, chúng ta sẽ không thể có được đủ cái canxi trong cơ thể. Như vậy có những đất nước như Bắc Mỹ, như Canada hay là Bắc Âu, những nước mà 6, 7 tháng, 8 tháng không thấy được ánh nắng mặt trời, ta thể của những người đó sẽ như thế nào. Bây giờ ta nói tới những cái sự
cơ thể của chúng ta rất là quyền diệu, xương của chúng ta chứa đầy canxi, và khi nào cơ thể cần canxi thì nó sẽ phóng thích từ xương ra máu liền, và khi nào cơ thể bảo là dư thì nó sẽ đưa từ máu trở về xương liền. Như vậy các bạn thấy được cái calcitonin và cái BTH hoạt động rất là nhịp nhàng. Chúng ta còn biết được là cái ruột của chúng ta rất là khỏe và sẽ hấp thu tất cả những cái canxi mà chúng ta ăn vào. Và đừng nhầm của các cái canxi trong con tôm, trong con cua. Con tôm không phải là canxi mà con tôm là chất chitin nè. Cho nên các bạn đừng có nhầm. Và bạn phải nhớ một nguyên tắc, một natri bỏ vào miệng thì đối với cái sự ức chế cạnh tranh giữa natri và canxi thì một canxi sẽ được đái ra trong nước tiểu. Như vậy, nếu chúng ta ăn mặn mà có nhiều nguồn natri thì chúng ta sẽ đái ra nhiều canxi. Một cái thứ hai nữa mà ta nói tới một cái nguồn giữ natri, đó là nguồn của aldosterone. Thì nếu như một cái natri được giữ bởi con đường aldosterone thì lúc này một kali sẽ được đào thải ra. Như vậy cứ giữ một natri thì ta phải có hai cơ chế. Một cái natri giữ theo cơ chế aldosterone thì sẽ thải một kali. Còn cơ chế natri giữ theo cơ chế của cái hệ thống tuần hoàn Mendeleev của natri cột 1 và canxi cột 2 thì ta sẽ thải một cái canxi vào trong nước tiểu. Và ta biết được rằng trong thận luôn luôn tiết ra cái chất calcitriol D2. Như vậy nếu một người đó không bị suy thận, không bị bệnh lý của thận mạng thì người đó không có lý do gì mà thiếu canxi, bởi vì ta còn nhiều cái nguồn tiết ra trong cơ thể. Vấn đề đặt ra là các hormone sinh dục của con người và cái sự tương tác cũng như vận chuyển và đưa cái canxi tới những cái mô cần thiết để sử dụng được sự giúp đỡ của các cái hormone sinh dục như thế nào. Trong những người đàn ông mà cái hai cái tinh hoàn đã bị bất hoạt vì lý do gì đó, vì nữ hoa tuyến vú, vì lý do gì đó tăng estrogen trong máu, vì lý do gì đó bụng bia thiến bằng nội khoa bằng bia, hoặc là rất là nhiều cái mà ta gọi là thiến nội khoa, thì ta hỏi trong trường hợp đó cái việc sử dụng và đưa canxi đến cái mô sử dụng sẽ như thế nào. Ngược lại, đồng thời những người phụ nữ sau khi mãn kinh thì ta biết được rằng androgen của tuyến hương thận vẫn còn hoạt động rất là tốt. Như vậy ta hỏi ở những người cần phải có một cái cơ chế gì đó sâu xa hơn mà chúng ta phải suy nghĩ hơn. Như vậy bất kỳ một cái sự đo loãng xương nào bởi các máy siêu âm hoặc các cái phòng khám có các cái công cụ đánh giá loãng xương cần phải tìm hiểu thêm cơ chế. Đó, vậy ta sẽ xong hoàn toàn cái trang nói về calcitonin và BTH. Ta đi tiếp tục đây. Disorders of thyroxine nè. Đây là sự rối loạn của cái việc sử dụng T3 và T4. Khi ta nói đến cái bệnh này thì các bạn thấy trong cái trang này tác giả đã cho chúng ta ba từ quan trọng. Từ thứ nhất đó là từ goiter, từ thứ hai đó là từ cretinism, và từ thứ ba đó là từ liver. Trong một cái đoạn rất là ngắn nhưng tác giả lại có một cái tham vọng rất là lớn, lại đưa hết ba cái bệnh rất là lớn của tuyến giáp vào trong cùng một cái đoạn rất là ngắn để dành cho sinh viên Y1. Chúng ta thấy đây là một cái điều rất là khó cho các thầy cô đủ trình độ để dạy cho sinh viên Y1. Ba cái bài mà nằm trong có mấy dòng như thế này. Cái thứ nhất nói về goiter. Các bạn nhìn kỹ chữ goiter. Nó là gì? Nó là một cái bình giáp, phình giáp. Chủ yếu là gì? Trong trường hợp mà người ta, một cái người đang ở cái tuổi mới lớn 12, 13, 14 tuổi, lúc này cơ thể cần rất là nhiều iốt, cần rất là nhiều chất để xây dựng cho sự phát triển của cơ thể. Thì ngược lại em bé đó lại ăn thiếu iốt, em bé đó đi học và chương trình học cực khổ, chương trình phổ thông quá nặng nề, sáng đi học, chiều đi học, tối đi học nữa và không cung cấp đủ iốt cũng như không phơi nắng đủ. Thì ta thấy rằng cái chuyện goiter có nghĩa là phình giáp, bình giáp. Phình giáp, bình giáp có nghĩa là gì? Tuyến giáp bự lên nhưng nó không hề có hyperplasia. Nó không hề có sự tăng sinh hay là tăng chuyển hóa bên trong, mà đó là do sự thiếu iốt. Người ta dịch nó sang tiếng Việt là phình giáp, bình giáp. Tuy nhiên trong một giai đoạn dài của lịch sử, cứ sờ thấy một cái goiter thì người bác sĩ lại dịch là bướu cổ. Ở đây hoàn toàn không có bướu, hoàn toàn không có u. Mặc dù các bạn sờ thấy một cục nhưng bên trong của nó không hề có hiện tượng hyperplasia. Vì thế cho nên từ nay trở đi khi chúng ta gặp cái từ goiter cần phải lật từ điển và cần phải tra thêm các cái thuật ngữ của bên nội tiết. Nếu cần thì phải điện thoại các bác sĩ nội tiết để hỏi thêm về định nghĩa goiter. Đây là một bệnh lý của chuyên khoa nội tiết chứ không phải là của chuyên khoa ung bướu, hay không phải, cũng không phải là chuyên khoa lồng ngực mạch máu. Rồi, ta nói đến bệnh cretinism. Các bạn nhìn chữ cretinism,
Bệnh này người ta được dịch ra bằng một cái từ miền Bắc rất là hay, đó là còi độn địa phương. Khi các bạn nghe từ còi độn địa phương thì rõ ràng chỉ có sự thâm thúy của tiếng Bắc Hà Nội mới đủ để dịch cho chúng ta được chữ này. Miền Nam chúng ta không thể dịch nổi chữ còi độn địa phương. Chúng ta chỉ có thể dịch người miền Nam là ngu tập thể, ngu một cục, ngu một phường, ngu một ấp. Còn từ coi độn địa phương của miền Bắc có nghĩa là một cái vùng nào đó không đủ muối iốt ăn, làm cho các em bé, các bà mẹ không đủ iốt ăn, cho nên đẻ ra được những đứa con bị thiếu iốt. Và những em bé được sinh ra thiếu muối iốt cho nên lớn lên không thể phát triển tâm thần vận động bình thường, gây nên nguyên một cái xóm ăn thiếu iốt, ta gọi đó là coi độn địa phương. Đây là một cái từ đặc trưng của nó mà khi các bạn học có một lần các bạn sẽ không bao giờ quên. Cretinism. Tuy nhiên hiện nay trên đất nước chúng ta thì gần như từ núi cao cũng đều có được muối iốt mang lên tận trên đó. Chúng ta tưởng tượng cả nó dùng như là mù căng chải hay là mường tè hay là tuốt ở trên các cái vùng xa xôi, tuốt trên Lũng Cú, Lạng Sơn đều có đầy đủ các muối iốt. Như vậy, cái chuyện cretinism là một cái chuyện xảy ra hiếm trên đất nước này. Tuy nhiên các bạn cũng nên quan tâm tới nó. Cũng thoảng chúng ta sẽ gặp những cái vùng như vậy nào đó. Tới từ Rave, đây là tiếng Anh, Graves. Nước chúng ta là thuộc địa của Pháp 100 năm. Cho nên suốt 100 năm nay, tất cả các bác sĩ đều sử dụng từ Bordeaux. Và cái từ đó nó đã ăn sâu vào trong huyết quản của các thầy cô. Và đi lâm sàng, các thầy cô cũng dạy các sinh viên là Bordeaux. Chúng tôi cần nói rằng nó cũng chính là bệnh Rave. Mà tiếng Anh nó gọi là hypersensitivity nhóm 5. Hypersensitivity nhóm 5. Như vậy, nhắc các sinh viên rằng Bordeaux hypersensitivity nhóm 5, đây là một bệnh lý miễn dịch, có nghĩa là cơ thể tự sản xuất ra chất kháng thể chống lại cơ thể mình. Nhưng nó lại nằm trong nhóm 5, có nghĩa là một cái tiềm tàng từ 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi nó mới tích tụ đủ để gây một cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Cái mạnh nhất của hypersensitivity đó là nhóm 1, là sốc phản vệ, là chết ngay tức khắc. Như vậy, hôm nay khi học tới cái bài Rave, chúng ta chỉ nhắc với sinh viên rằng đây là một cái cường giáp do bệnh tự miễn. Ngược lại với bệnh Rave, ta gọi là bệnh viêm giáp Hashimoto. Đây là một cái suy giáp cũng do tự miễn. Như vậy, bệnh tự miễn của tuyến giáp ta sẽ chia thành hai nhánh, là một nhánh cường hay còn gọi là Rave và nhược hay còn gọi là Hashimoto. Rất là dễ học. Glucagon. Glucagon, cái điều mà người ta muốn nhắn gửi cho các học sinh hãy sống làm sao để how to survive, để có được một cuộc sống năng động, chơi thể thao tốt, làm việc khéo léo, nhanh nhẹn, trí tuệ minh mẫn, hai cái chất mà chúng ta luôn cần trong những tình huống khẩn cấp, trong những tình huống dầu sôi lửa bỏng, đó là T3, T4 của tuyến giáp và glucagon. Ta biết được rằng glucagon khi được sản xuất ra thì cái nguồn năng lượng trong máu của chúng ta dồi dào và ta làm việc không biết mệt mỏi. Cái vấn đề ta hỏi là vì sao có những người chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ, làm việc nặng nhọc từ sáng cho tới chiều, không ăn trưa luôn, giữa cái nắng chang chang giữa đồng, nhưng người ta vẫn chịu đựng được, vẫn vượt qua được gian khó để cố gắng sống sót, để cố gắng vươn lên, để cố gắng thoát nghèo. Ngược lại, có những người chỉ nhịn 2-3 tiếng, đứng phụ mổ 2-3 tiếng là đã mờ mắt, run tay, toát mồ hôi, tụt huyết áp và thậm chí hôn mê do hạ đường huyết. Như vậy ta hỏi cái từ hypolysemia là một từ thực tế có thật. Trên lâm sàng ai cũng biết cơ chế của hypolysemia, đó là khi nào đường trong máu giảm dưới 60 là chúng ta bắt đầu cảm thấy đói, run tay. Nhưng khi giảm dưới 40 là chúng ta sẽ hôn mê. Cơ chế hôn mê thì ai cũng biết rồi, đó là não rất là nhạy với sự thiếu oxy và thiếu đường. Và trong cơ thể chỉ có hai tế bào được quyền ưu tiên sử dụng đường, đó là neuron và hồng cầu. Như vậy,
ta phải luyện tập làm sao, chứ không phải như những học sinh nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương, mà ta phải luyện tập làm sao để trong những hoàn cảnh cực khổ khốn khó, trời mưa trời nắng, chúng ta vẫn có thể đạp xe bền bỉ, nhiều lúc cứ gục ngã nhưng ta vẫn còn đạp xe tiếp được 5, 10, 20 cây số nữa trong những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, thì chúng ta hiểu được T3, T4 và liệt cơ gông trong hoàn cảnh đó nó quý giá cỡ nào. Cũng như những trận chiến tranh trên đất nước mình qua các cái giai đoạn lịch sử, chúng ta biết, chúng ta nhìn đói nhìn khát của những chiến sĩ của chúng ta, và với những cái vũ khí vô cùng thô sơ hoặc là chênh lệch, nhưng và đói khát nhiều tháng trời, nhưng chúng ta cũng dũng cảm bám chịu trụ, dũng cảm chiến đấu, dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ta hỏi, ở những cái người chiến sĩ đó, T3, T4 và lưu cơ gông của họ hoạt động như thế nào? Và tại sao họ không bị hôn mê do hạ đường huyết? Hay ông bà chúng ta còn những câu hay hơn, đó là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Tại sao có những người vô cùng gian khổ nhịn đói nhiều tuần, nhiều tháng không sao, còn có những người nhịn đói chút xíu là mờ mắt run tay hôn mê? Do đó các sinh viên Y1 của lớp Mẫn Nghi suy nghĩ thêm và đọc thêm các tài liệu về T3, T4, Lycagon cũng như các cái cơ chế sâu xa của hypoglycemia ở những người nghèo. Ta không nói tới người giàu, ta không nói tới những cái người sống trong nhung lụa, sống bước ra một bước là đi xe du lịch, ngồi xe máy lạnh, về phòng, về nhà là bước vô nhà ngồi phòng máy lạnh, ăn có người bưng cơm dâng nước. Thì đó, ta không tính tới những người đó, mà ta tính những người quần quật làm ngày làm đêm, vẫn còn cài tới 9-10 giờ đêm. Nhiều bác sĩ phải làm nhiều bệnh viện, một ngày phải chạy show 3-4 bệnh viện. Thì ta hỏi tới 11, 12 giờ đêm mới về nhà, nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường nhiều năm. Thì ta hỏi năng lượng từ đâu mà ra, T3, T4 ở đâu mà nhiều thế, Lycagon ở đâu mà nhiều thế? Ta suy nghĩ thêm, ngược lại hiện nay thì các nhà giàu của chúng ta không dư Lycagon mà lại dư lại vấn đề là nguy hiểm do thiếu insulin, từ đó dẫn tới chuyện vô cùng nguy hiểm. Rồi, như vậy ta đã xong cái bài Lycagon và yêu cầu các bạn phải đọc sách thêm. Bây giờ ta tới bài insulin. Đây là cái vấn nạn của thế giới hiện nay, trên toàn thế giới hiện nay. Khi nói tới insulin thì các bạn biết được rằng tiểu đường type 2. Tuy nhiên, tiểu đường type 2 thì hiện nay chúng ta lại nhầm, trong tiểu đường thứ 2 có 50% là tiểu đường 1.5. Tiểu đường type 2 hiện nay người ta chia thành hai nhánh, đó là nhánh chuyển hóa và nhánh nội tiết. Nhánh chuyển hóa Metabolism chủ yếu là do năng lượng quá nhiều và năng lượng mất đi quá ít, ngồi lì một chỗ, ít di động, làm cho cơ thể sẽ đề kháng insulin hoặc là tiết insulin không đủ. Ngược lại, một cái nhóm khác, một cái nhóm 1.5 ta gọi là tiểu đường LADA. Đây là tiểu đường của nhánh nội tiết. Và trên lâm sàng người ta vẫn còn lầm lẫn giữa hai nhóm này, giữa nhóm metabolism và nhóm LADA. Nhóm metabolism thay đổi chế độ ăn, giảm cân, vận động cho nhiều, vẫn sử dụng thuốc insulin dạng uống, tiểu đường dạng uống metformin và sulfamid. Ngược lại nhóm LADA, chúng ta bắt buộc phải sử dụng insulin chích. Như vậy chúng ta thấy hai bệnh có vẻ cùng chung một nhóm, nhưng thật ra nó chia thành hai nhánh khác nhau và hai cơ chế khác nhau, và hai cái sự ứng xử hoàn toàn khác nhau. Như vậy từ một chữ insulin thôi, thầy đã tách ra hai bài cho các em để chúng ta học của lớp Mẫn Nghi. Rồi, chúng ta đi tiếp tới tuyến thượng thận. Lớp của chúng ta đã học rất là nhiều về tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận được chia thành hai. Tuyến thượng thận là một cái tuyến có kích thước lớn nhất của nó vào khoảng, cái chiều và dài nhất của nó vào khoảng 5 cm. Các bạn nhớ như vậy. Và cái nơi ngắn nhất của nó là khoảng 1.5 cm. Nó nằm ở bên trên của cái thận, lệch sát vào bên trong đường giữa. Nó có hai vùng, đó là vùng tủy và vùng vỏ. Về mặt mô phôi mà nói thì vùng tủy lại đến từ ngoại bì. Như vậy các bạn thấy cùng là một cơ quan tuyến thượng thận, nhưng khi học về histology và embryology thì các bạn thấy nó lại không liên quan gì nhau. Mặc dù hai thằng có vẻ như là một, nhưng thực ra lại không phải. Từ hai cái lớp phôi, hai cái lá bì khác nhau, hai cái lá phôi khác nhau hoàn toàn.
Tủy thượng thận là lớp ngoại bì, ectoderm mà, và nó tiết adrenaline và noradrenaline. Như vậy khi cái tủy thượng thận tiết ra, ta sẽ có mạch rất là nhanh. Yeah. Còn đối với vỏ thượng thận thì lại chia thành ba vùng. Yeah. Ta gọi là ba cái vùng đó, vùng ngoài cùng tiết androsterone, vùng giữa tiết corticoid và vùng trong cùng tiết androgen. Các bạn nhớ androsterone ta nói đi nói lại, nó là cái chất để giữ natri. Trong cơ thể, thận khi thiếu máu sẽ tiết renin và kích hoạt hệ angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2, đồng thời cũng kích hoạt luôn hệ thống androsterone. Như vậy, khi ta mất nước, khi ta mất máu, khi ta bị tụt huyết áp, thì nguyên cái hệ thống này nó sẽ kích hoạt. Nó sẽ là một cái bát quái chân đồ để giúp nâng huyết áp lên, duy trì cho đủ máu đến các cơ quan quý là não, là tim, là phổi, là thận. Các bạn thấy cơ chế của nó. Mà trên lâm sàng người ta hay dạy chúng ta là RAA2. RAA2. Viết thì đơn giản như vậy nhưng học rất là dài. Đó là renin của cái vết đặt ở cái bộ máy kèo quãng cầu Justaromedullary Apparatus tiết ra, sẽ gây tiết ra cái renin ngay, và renin sẽ biến angiotensinogen của gan thành angiotensin 1. Angiotensin 1 sẽ được các cái men ở phổi biến thành angiotensin 2, và lúc này sẽ gây co mạch rất là mạnh để gây tăng nâng huyết áp lên của những người thập tử nhất sinh, do tụt huyết áp, do mất máu, do băng huyết sau sanh, do phong huyết tử cung nhau, do những cái trường hợp mất máu nặng. Như vậy ta nhớ dùm cái RAA2 trong các cái cơ chế nâng huyết áp. Còn đối với corticoid thì các bạn chỉ nhớ dùm thầy một câu thôi. Corticoid là một chất khi được tiết ra thì nó biến tất cả những chất mà nó gặp thành đường. Phải thôi. Chỉ nhớ câu một. Nó gặp protein nó cũng biến thành đường, nó gặp carbohydrate, nó gặp tinh bột, saccharide nó cũng biến thành đường, nó gặp bất cứ cái gì nó cũng đều biến thành đường, starches nó được biến thành đường, gặp mỡ cũng biến thành đường, gặp răng cũng biến thành đường, gặp xương cũng biến thành đường, nói chung tất cả những chất nó đều biến thành đường. Như vậy ở bệnh nhân tiểu đường mà chúng ta sử dụng corticoid sẽ vô cùng nguy hiểm cho bệnh nhân đó. Và cái cuối cùng đó là androgen của từ vỏ thượng thận. Đây là một chất giúp những người phụ nữ mãn kinh vẫn còn chiến đấu ngoan cường, vẫn còn sex cho tới 80-90 tuổi. Và androgen nó cũng giúp cho những người đàn ông, mặc dù tinh hoàn trên lâm sàng ta sờ thấy còn nhỏ xíu, do những ông bụng bự, vú bự ta thấy tinh hoàn còn nhỏ xíu, tuy nhiên cái nồng độ testosterone androgen vẫn còn đủ duy trì chức năng đàn ông ở một cái chân mực nào đó. Đặc biệt androgen nó sẽ giúp cho chân mày rậm ở nam ở nữ luôn, và lông tai, lông chân nhiều, lông mu nhiều. Như vậy từ đó chúng ta biết được cái androgen là một cái chất để phát triển cái tính chất sinh dục phụ cả ở nam và nữ rất là quan trọng và cần thiết. Chúng ta chỉ cần nhìn chân mày của một người phụ nữ, ta có thể đánh giá được sex cỡ nào. Ok, về phần chúng ta xong hết hoàn toàn các cái trang của Mẫn Nghi đã gửi cho thầy. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta làm bài tập về các cái đề thi về nội tiết. Chúng ta sẽ làm về bán nội tiết, tức là endocrine disease các bệnh nội tiết, MCQ quiz.